Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Risk Moto. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, let's go. Và bắt đầu từ game này thì mình sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên. Let's go. Khi các bạn phanh, các bạn ấn giữ liên tục. Nếu mà các bạn phanh liền ấy, thì nó sẽ không quành nhanh được. Nhưng mà khi các bạn giữ liên tục thì sẽ quành đầu rất là nhanh. Đó, ok. Let's go. Sắp về đích rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai, CR Racing. Đây là một tựa game khá là hay và hot. Rồi và tựa game này thì mình sẽ đua đầu tiên là đua những giá tiền rất là rẻ. Sau đó thì mình sẽ nâng cấp lên và đua những giá tiền cao hơn. Tại vì xe của mình vẫn đang yếu, cho nên mình phải đua để nâng cấp xe lên. Wow, xe kia cũng là vượt trội hơn hẳn xe mình. Wow, let's go. Có vẻ xe này rất là khỏe luôn. Không sao. Và mình sẽ thử đua bên này xem. Ok, let's go. Được một đồng tiền vàng. Và mình sẽ update cho các bạn. Xem có gì update không. Đây rồi. Tiếp tục mình sẽ đua lại chỗ leader này. Khi update cái là thắng được luôn. Cho các bạn cày tiền, sau đó thì sẽ đi nhiều chiến với các map khác. Rồi mình sẽ chơi đối tượng này, 2.000 đô, 913. Wow, vẫn chưa đủ tiền. Mình đã phải đua đây để cho đủ tiền. Khi đủ tiền nâng cấp thì họ mới cho mình đua ở đó. Ok. Thank you.
Wow, còn bắt cả update ở đây với đua được anh chàng đó chứ. Wow, 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 sợ thật. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, CR Racing 2. Vừa nãy mình chơi thì là CR Racing 1, và bây giờ thì sẽ là CR Racing 2. Và cách đua cũng tương tự như thế, camera cũng kiểu nhìn như thế, góc quay rất là đẹp. CR 2 này thì xe nó đẹp hơn nhiều. Đây là một tựa game gọi là khoe xe. Ok, let's go. Đấy, đúng là xe đua luôn. Xe màu đỏ là xe của mình nha các bạn nhá. Mình mua được chiếc xe này đúng là gọi là chuyên nghiệp hẳn luôn. Và các bạn phải dùng chiếc xe đó để đi đua kiếm tiền. Sau đó thì các bạn sẽ phải mua những cái chiếc xe nó hạng rẻ hơn. Ok, let's go. Wow, được tặng 10 vàng. Wow, lên rank 6 luôn. Không biết có được thêm cái gì không. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Rick Racing 3. Ok, let's go. Đây là một tựa game 3D rất là hot. Và tựa game 3D này nó hơi lặng một chút, cho nên nó vào nó game hơi chậm. Các bạn có thể vào xong rồi đợi một lúc thì mới vào trong game. Rồi, mình đã vào game. Continue. Let's go. Yes. Ok. Rồi, và tự nhiên này thì mình sẽ đua rất nhiều người. Nè, anh ta.
đi đường thẳng có thể mình sẽ thua, bởi vì đường thẳng thì xe anh ta ngon hơn. Anh ta tên là Viettel, sợ thật. Tốt cuối à, đâu mà vừa vào cái mình đứng cuối cùng rồi. Và đua mãi còn đang nhìn thấy rất nhiều nhiều người. Mình đang đứng thứ 24 rồi. Wow. Oh my god. Ok, mình đã về tô 1. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Ok, let's go. Rồi, let's go. Classic. Vừa thôi. Oh my god. Vỡ xe luôn.
chia lừa, cho nên là đâm luôn thẳng vào đó. Rồi không sao, mình sẽ đua về đích thôi. Dù có chậm hơn một chút nhưng cũng không sao. Let's go. Rồi, giành vé về top 1 rồi. Let's go. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Traffic Reader. Ok, let's go. Và tiếp theo này thì mình sẽ phải cầm trên tay thôi. Ok, let's go. Mission 5. Theo mình thấy thì Mission 5 là hơi khó một chút. Mình được nó cần tốc độ cao hơn nữa. Wow, rất là khoai luôn. Cái này phải lách thật kinh khủng. May ra với lên đâu. Ok. Và thời gian thì rất ít. Đó, thua rồi. Wow. Cái Mission 5 này phải mình phải nâng cấp thêm thì may ra mới thắng được. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ok, let's go. Bay thôi. Wow. Xem rơi được đến đâu. 150. Được 150 tiền. Rồi mình sẽ nâng cấp lên. Upgrade này. Ok. Muốn ai kém hơn chứ được rồi. Wow. Ai tí phải đập vào kia nữa cơ thì mới ngon được. 178. Let's go. Cao hơn một chút nữa thì đó mình sẽ phải dùng cái bay thì nó vẫn sẽ nhanh lên được. Ok, nó có tiếp là khi bay cao nhất có thể thì lúc ấy thì mình sẽ phải bỏ tay ra và mình sẽ ấn lại. Rồi bay thôi, chẳng đến đâu. Wow, kịp lên đấy là 182 tiền. Cao hơn một chút nữa nào.
nâng cấp này cho máy khỏe hơn một chút nữa. Let's go. Yeah, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Rush Round 3. Mình xin phép dừng clip tại đây và còn lại các bạn trong clip tiếp theo.